trong hiệp phụ họ đã phát huy được lợi thế hơn người của mình để tạo cách biệt hai bàn thêm một lần nữa, và bây giờ cách biệt là 3 bàn rồi. Những giọt nước mắt quá hạnh phúc của Beckham Putra. Vừa vào sân chỉ ít phút thôi, Beckham đủ dự bị, rất có duyên ở giải 95 cho đến năm 2000 của thế kỷ trước. Chúng ta rất nhiều lần đối đầu với họ rồi. Chính vậy họ có 6 trận thắng. 6 trận thắng.